Làm sao để bỏ cái tôi vậy chị? Cái tôi em không có bỏ được đâu em. Em chỉ có thể điều khiển nó, em chỉ có thể học cách là làm sao để em cảm nhận được cái tôi của mình, và khi đó em cảm nhận được à đây là cái tôi của mình đang hành động thì mình sẽ điều khiển nó. Cái chủ đề cái tôi này nó rất là dày và nó rất là nhiều kiến thức, và cái mà chị thấy á, rất là nhiều người ngoài kia hoang mang á, đó là người ta cứ nói khơi khơi vậy, người ta không có ví dụ rõ ràng. Ok, chị sẽ cho em một cái minh chứng ví dụ rõ ràng. Ví dụ như bây giờ em nói là chị em không biết làm sao để em biết cái tôi của em để em điều khiển hết, chị nói gì vậy em không hiểu. Ok, bây giờ chị hỏi em nè, em cần ăn hay là em muốn ăn? Em cần ăn tại vì em cần ăn thì em mới có năng lượng để sống. Vậy có nghĩa là em ăn cái gì cũng được. Có nghĩa bây giờ chị bắt em đi qua Ý mà bắt em ăn mì Ý cả tháng em cũng phải ăn, tại vì em cần đồ ăn để sống. Chị bắt em đi qua Middle East, những cái nước Hồi giáo, xong rồi em phải ăn cơm mà nướng với thịt, mà ngày nào cũng phải ăn, không có rau gì hết. Em cũng phải ăn tại vì em cần đồ ăn để sống. Nhưng mà em muốn ăn ngon, em muốn ăn đồ ăn Việt Nam. Vậy thì khi em qua Ý em phải lặn lội, em đi kiếm đồ ăn Việt Nam. Đó chính là cái tôi của em đang hành động. Khi em làm một cái gì đó bởi vì em muốn nhưng mà em không cần thì đó là cái tôi. Cách giảng giải đơn giản nhất, cái tiếp, nếu em muốn cưới vợ hoặc cưới chồng, đó chính là cái tôi. Tại vì em thực chất không cần một ai hết, chị đã từng nói về bốn cái tình yêu rồi. Ok, thì cái tình yêu cao nhất, đỉnh cao nhất của tình yêu chính là tình yêu nhân loại, tức là họ không cần tới sex, họ không cần tới tình dục, họ không cần tới con cái, họ không cần tới gia đình nữa, họ chỉ yêu thương tất cả mọi thứ, có nghĩa là con cái, gia đình, đồng loại, cây cối, cái bình nước, cái ly, tất cả mọi thứ nó đều như như nhau đối với họ. Đó đó là cái tình yêu của Đức Phật dành cho mọi người, đó là tình yêu của Đức Chúa dành cho mọi người. Đó là cái đỉnh cao của tình yêu. Một khi em không có được cái đỉnh cao của tình yêu đó, em vẫn còn phải so sánh, em phải yêu anh này hơn anh kia, em phải yêu chị này hơn chị kia, em phải yêu em này hơn em kia. Đó chính là cái tôi. Thậm chí khi em muốn đem một đứa trẻ đến cuộc đời này, đó vẫn là cái tôi. Ok, em đừng có nghĩ là trời ơi, em đem con đến cuộc đời, em dạy nó thành người, rồi nếu nó thông minh, nó giỏi, nó cứu lại thế giới. Có chắc không? Có chắc em làm được điều đó không? Em có biết cần một bao nhiêu tiền để nuôi một đứa con không? Em có biết cần bao nhiêu kiến thức để dạy một đứa con nên người không? Rồi em có biết một đứa trẻ nó có đòi hỏi rất là nhiều yếu tố để cho nó khỏe mạnh nè, để cho nó thông minh nè, và con nít nó rất là thông minh nữa. Em có nghĩ em đủ cái trình độ hơn những cái hơn con em không? Có khi con em nó thông minh hơn em dạy nó, hay có khi nó dạy ngược lại em. Tất cả những cái câu hỏi này phải hỏi nha em, tại vì một khi em chỉ muốn 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 muốn, đó chính là cái tôi. Và con người á, cái lòng tham nó là vô đáy. Em có một đứa con em sẽ muốn có ba đứa con, em có một căn nhà nhỏ em sẽ muốn căn nhà bự, em được ăn bún, em muốn ăn tô bún ngon hơn như vậy. Em có một cô vợ đẹp em sẽ muốn có một cô vợ vừa đẹp vừa thông minh vừa giỏi vừa xuất sắc vừa kiếm lại tiền. Tất cả những cái thứ đó đều là cái tôi hết. Bất cứ người nào mà đang chạy cái xe vù vù ngoài đường mà là xe siêu sang, chị Nhi nói ở đây không có gì là sai hết. Cho nên mọi người đừng có suy nghĩ đến chuyện là à ý chị Nhi là những người đó là cái tôi cho nên họ muốn khoe khoang. Không có, thậm chí họ còn không biết cái tôi họ đang sống như vậy nữa. Cái gì Nhi đang phân tích cho các bạn đây là chị Nhi đã nhận diện được cái gì là cái tôi và cái gì là chị Nhi rồi, nhưng có những người người ta không nhận diện được. Và đó là lý do tại sao những cái câu hỏi này nó lên, tại vì các bạn còn không hiểu cái tôi là cái gì. Tại vì cái tôi là một cái khía cạnh nó rất là dày kiến thức, mà nếu như các bạn chỉ hiểu nó sơ sơ khơi khơi cái lớp màu bên ngoài không á, các bạn sẽ rất là khó để mà điều khiển được cái cuộc đời của mình. Tại vì cái tôi của bạn đang điều khiển cuộc đời của bạn, chứ bạn không có điều khiển cuộc đời của bạn. Okay. Và để nhận diện được cái tôi của mình nó điều khiển mình, phải hiểu rõ nó là cái gì, nó xuất hiện từ đâu, có những cái lớp vỏ từ cái tôi nó tạo nên từ cái lúc mà từ cái lúc mà bạn sinh ra trong gia đình, rồi bạn bị ruồng bỏ, rồi bạn bị đối xử không có được ưu đãi, và nói chung là người nào cũng có cái tôi hết. Hồi xưa Nhi hỏi thầy như một câu này nè, ủa vậy rồi những cái tội nghiệp người ta chứ thầy, tại vì người nào, những cái đứa trẻ sinh ra mà không có được may mắn, ví dụ như chính bản thân Nhi cũng họ nói vậy đó, là Nhi có những cái ký ức không tốt, thì thầy mới nói câu là có cái đứa trẻ nào sinh ra trên cuộc đời này đẻ ra là hoàn toàn không có một ký ức nào xấu không? Và cái câu đó làm như Nhi thức ra, nhưng mới nhớ là ồ đúng,
sẽ có một người nào đó đi ra với một cái câu chuyện cuộc đời của họ là khổ nhất, và tất cả mọi người cho là câu chuyện của cuộc đời họ là khổ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái tôi nó tạo nên cái điều đó. Nếu như bạn bình thường hóa cái chuyện khổ, ok, bình thường hóa cái chuyện khổ và không có, có nghiêm trọng hóa lên chuyện là mình khổ, nó là quá đặc biệt, nó là special, mình là cái người duy nhất khổ, thì cuộc đời này nó rất là nhẹ nhàng và cái tôi của bạn nó cũng không có nơi để nó trú ngụ nữa. Tại vì ngày nào mà Nhi thức dậy mà Nhi thấy cái thử thách nó đến, bây giờ Nhi cũng không dùng từ khổ nữa, Nhi dùng nó là thử thách, Nhi dùng nó là vấn đề, Nhi dùng nó là những cái điều mà cần Nhi giải quyết, thì khi đó nó khác. Còn nếu như bạn cứ nghĩ là khổ, em khổ quá, em khổ cái này, em khổ cái kia, cứ than miết thì em sẽ khổ cả đời thôi. Nhưng mà khi cái gì nó lên cái tôi, em để cho cái tôi nó không có cơ hội nhận diện luôn. Em đối diện với cái điều đó, à, chỉ là một cái vấn đề thôi mà. Vấn đề nào cũng có cách giải quyết hết. Suy nghĩ coi giải quyết làm sao, ví dụ như vậy. Ok, không có bỏ được đâu em, chỉ có điều khiển nó thôi. Câu của em lúc nãy là tầm quan trọng của tỉnh thức rất cần cho cuộc sống đời thường, bởi vì khi tỉnh thức giống như người mù được sáng mắt, đúng không chị? Đúng rồi em, nó sâu hơn cái nghĩa đó, mù sáng mắt. Tại vì sáng mắt thì em chỉ có thể nhìn thấy được hình thức thôi, nhưng mà cái này nó giống như em nhìn thấy sâu hơn cả cái hình thức nữa, là em nhìn thấy từng con người một bên trong, từng con người một luôn. Tiếp theo, bạn sẽ tỉnh thức thêm tầng nào nữa không? Có chứ, mình đã tỉnh thức tới tầng thứ hai rồi. Nhưng mà mình không có muốn xếp đặt nó từng tầng nha bạn. Đối với mình, cái quan niệm của cái chuyện tỉnh thức này, và sau khi mình được học từ thầy của mình, mỗi người nó sẽ có một khoảng thời gian khác nhau, và mình sống trong cái quá trình tỉnh thức đó, mình chiêm nghiệm khác nhau nữa. Chứ sống mà nghĩ đến cái chuyện lên cấp độ như là sống là ngày hôm ngày mai phải khá hơn ngày hôm nay không? Đối với Nhi là phấn đấu là để cho mình tốt lên, để cho mình cống hiến lại cho xã hội, chứ không phải là sống tốt lên là để hơn thua. Cái nhìn của con người, những con người bình thường khác, họ vẫn nghĩ là mình phải hơn người này người kia thì mình mới gọi là mình giỏi. Nhưng mà thật ra không phải, không có ai hơn ai hết. Tất cả những cái bạn đang coi kênh của Nhi hay tất cả mọi người ngoài kia, mọi người đều bình đẳng như nhau hết. Người nào cũng sẽ có một cái tài, chỉ có điều khác cái là người ta nhận ra tài người ta hay người ta không nhận ra, rồi người ta có rèn giũa nó, người ta có mài nó để cho nó đẹp lên hay không, để nó xuất sắc lên hay không thôi. Chứ Nhi không có quan trọng cái chuyện tầng nào. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chung nữa.